Xin chào các bạn nhé. Rất vui khi được quay trở lại các bạn ở video hôm nay. Rồi, video hôm nay thì dành cho những các bạn nào mà đang dùng những cái điện thoại iPhone cũ, tức là cái dòng điện thoại cũ mà các bạn đang gặp phải cái tình trạng bị giật lag hoặc là máy nó không còn mượt nữa. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số cái cách cơ bản để các bạn khắc phục cái tình trạng đó và để cho cái điện thoại của các bạn sử dụng mượt mà hơn và để có những cái trải nghiệm tốt hơn khi các bạn dùng những cái ứng dụng cũng như là trong quá trình các bạn sử dụng công việc của các bạn, nghe gọi và nhắn tin nhé. Rồi bây giờ các bạn nào mà quan tâm các bạn hãy theo dõi video này của mình nhé. Ok. Rồi cái lưu ý đầu tiên cho anh em, những anh em nào đang dùng iPhone và những cái dòng iPhone cũ, ví dụ như là 6S này hoặc 6, nói chung là từ iPhone 7 trở xuống các bạn nhé. Đó thì những cái dòng đó thì mình nghĩ là nhiều anh em đang gặp phải cái tình trạng là nó không còn mượt mà hoặc là nó có bị giật lag. Và đầu tiên mình lưu ý là những cái bản điện thoại cũ như mình vừa nhắc tên ấy, thì anh em không nên cập nhật những cái phiên bản iOS cao, ví dụ như là 15, 14 này, 14 trở lên ấy. Đó thì cái phiên bản đó ấy, thì nó tất nhiên là anh em những cái dòng máy nào mà anh em cập nhật ấy, thì nó vẫn hỗ trợ cập nhật được, nhưng anh em cập nhật xong thì nó sẽ dẫn tình trạng là nó sẽ không còn được mượt mà và nó chỉ hỗ trợ những cái dòng máy đời mới này thôi, ví dụ như những cái dòng cấu hình nó cao hơn một chút đó, thì anh em nên không cập nhật nhé, không nên cập nhật. Thấy cái phiên bản nào ổn định rồi thì anh em để lại và dùng thôi, không nên cập nhật lên những cái phiên bản iOS đời cao, bởi vì iOS đời cao thì nó sẽ nó cũng vẫn còn một số cái dòng máy nó hỗ trợ, nhưng mà mình khuyên là anh em không nên cập nhật nhé. Đó là cái lưu ý đầu tiên để cho anh em lưu ý nhé. Rồi cái mẹo tiếp theo mình muốn giới thiệu đến cho tất cả anh em, đó là anh em hãy bật một cái tính năng, đó là cái tính năng này lên để anh em giúp cho cái máy của các bạn anh em mượt mà hơn nhé. Các bạn anh em vào cho mình phần cài đặt chung này, sau đó thì đây vào cài đặt này, sau đó thì các bạn sẽ chuyển đến cho mình mục là cài đặt chung. Đó, trong mục cài đặt chung này nó có cái phần là trợ năng này. Đấy, các bạn chọn vào phần trợ năng. Trong mục trợ năng này thì các bạn sẽ kéo đến cho mình cái mục là giảm chuyển động nhé. Đây, giảm chuyển động. Thì các bạn hãy bật cái mục giảm chuyển động này lên. Đó, thì nó sẽ giúp cho cái khi các bạn chuyển giao diện nó sẽ mượt hơn. Ví dụ như mình, ở đây thì mình đang chưa bật nhé. Đấy, chưa bật thì các bạn nhìn này, đấy, nó sẽ thu về nó rất là, đấy, nó sẽ có cái độ trễ nhất định. Đó, thì bây giờ mình bật lên và mình so sánh cho các bạn xem nhé. Đó, mình bật lên này. Đó, rồi khi mình bật lên thì mình về cái lập tức nó sẽ chuyển ngay, nó không có cái kiểu là thu chậm chậm nữa. Đó, mình sẽ so sánh cho các bạn thử rõ ràng này. Đó, ok, đấy. Các bạn bật lên cho mình cái này nhá. Đấy, thì giúp cho các bạn chuyển về những cái giao diện cũng như là thay đổi những cái giao diện nó mượt mà hơn. Rồi, đấy là cái mẹo tiếp theo. Rồi, một cái mẹo nữa mà mình muốn giới thiệu đến cho tất cả các bạn, anh em. Nó là vẫn là nằm ở trong cái mục cài đặt này. Thì đó là cái mục là quyền riêng tư nhá. Đây, quyền riêng tư này, tất cả anh em chọn vào cho mình. Thì các bạn chọn vào cho mình mục dịch vụ định vị này. Đó, dịch vụ định vị này thì các bạn nhìn xuống cái dịch vụ định vị của những cái app ở đây. Ví dụ như những cái, tất cả những cái app ở đây này. Đấy, thì các bạn lưu ý cho mình là các bạn hãy tắt đi nhá. Đấy, hoặc là các bạn chọn là khi dùng thôi. Bởi vì các bạn nếu mà bật, ví dụ như mình chọn cái Zalo này chẳng hạn, nếu mà các bạn chọn luôn luôn này thì cái dịch vụ định vị của các bạn lúc nào nó cũng hoạt động. Và các bạn biết rằng khi mà các bạn bật cái dịch vụ định vị này ấy, thì máy của các bạn nó sẽ tốn pin hơn và cái khả năng nóng máy nó sẽ nhanh hơn. Bởi vì cái dịch vụ định vị nó sẽ luôn luôn phải cập nhật. Đấy, nó phải cập nhật cái vị trí của các bạn ấy. Đấy, thì khi mà các bạn, một là các bạn là khi dùng ứng dụng này, hai là các bạn sẽ tắt hẳn cái dịch vụ định vị này đi cho mình. Đó, tắt hẳn đi. Đó, đấy. Nhưng mà theo ý của mình là mình sẽ chọn những cái app nào mà các bạn khi dùng mở cái app đó lên ấy thì các bạn mới bật nhá. Còn không thì các bạn hãy đây này, các bạn hãy tắt đi cho mình những cái app nào ấy mà các bạn không dùng ấy, các bạn hãy tắt đi cho mình. Đấy, không nhá. Đấy, không dùng ứng dụng, không bật định vị nhá. Ok. Đó là cái mẹo tiếp theo. Rồi một cái mẹo nho nhỏ mà mình cũng muốn giới thiệu đến cho các bạn là khi các bạn gặp phải cái tình trạng là máy của các bạn đang bị đơ hoặc là bị giật lag mà các bạn muốn khởi động lại máy và các bạn
không muốn và không cần phải đợi cho nó cho phép, thì các bạn hãy giữ cho mình cái nút phím nguồn này. Đó, giữ cho mình cái phím nguồn và nút home nhé. Khi nào nó xuất hiện cái phần là quả táo khởi động thì là ok nhé. Đấy, các bạn nhấn giữ nút nguồn hoặc nút home. Hoặc là các bạn có thể vào cái phần phím home, cài đặt phím home, các bạn chọn cho mình vào cái phần là đây. Những cái chức năng của nó sẽ có cái phần khởi động lại này, các bạn nhìn chưa? Khởi động lại mình cài đặt sẵn ở đây rồi. Các bạn có thể vào cái thanh cài đặt nút home, các bạn chọn vào nhé. Đó. Thì nó sẽ giúp cho các bạn khởi động lại máy một cách nhanh chóng hơn mà các bạn không cần phải đợi nó cho phép nhé. Đó là một cái mẹo nhỏ của mình nhé. Ok, một cái cách nữa mà giúp cho cái máy của các bạn nó đỡ bị nóng máy và giật lag hơn, đó là nó cũng ở trong cái phần là cài đặt chung của máy này. Các bạn hãy chọn đến cái mục là iTunes và App Store nhé. Đó, thì ở trong cái mục này thì ví dụ như các bạn đang để cái chế độ là tự động tải về này, tải về tự động này. Đó, thì các bạn hãy tắt đi cho mình nhé. Tắt đi cho mình. Đó, vì sao mà mình khuyên các bạn nên tắt đi? Bởi vì khi các bạn bật cái tự động tải về cũng như là tự động cập nhật cái phần mềm, thì thứ nhất là ví dụ như bạn nào mà đang không dùng wifi thì nó sẽ dẫn đến cho các bạn là nó tốn rất nhiều cái dung lượng của các bạn. Đó, và nó sẽ gây gián đoạn việc các bạn sử dụng. Mình lấy ví dụ các bạn đang xem YouTube chẳng hạn mà không may có một cái phần mềm nó cập nhật về thì nó lại tự động cập nhật cái ứng dụng đó và nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc là các bạn xem YouTube nó sẽ bị gián đoạn cũng như là nó bị chậm hơn, bị dẫn tình trạng mạng chậm đó, vì nó sẽ thực hiện nhiều tính năng, nhiều cái công năng cùng một lúc. Đó, thì các bạn lưu ý cho mình cái phần App Store đấy, các bạn tắt cái phần cập nhật đi. Còn bạn nào muốn cập nhật thì các bạn hãy vào trực tiếp phần App Store, các bạn tìm đến cái ứng dụng đó, các bạn cập nhật. Còn không, các bạn để nguyên cái ứng dụng đó nhé. Đấy, thì các bạn chú ý cho mình cái mục này. Rồi, khi mà anh em đang dùng, các bạn đang dùng điện thoại mà nó trường hợp mà nó quá bị đơ hoặc là bị chậm mà các bạn khắc phục các kiểu rồi. Đó, dùng rất nhiều những cái cách rồi mà các bạn vẫn không thấy nó cải thiện nhiều. Thì còn một cái cách nữa là các bạn sẽ đặt lại máy cho mình nhé. Các bạn hãy đặt lại cái máy điện thoại của các bạn bằng cách các bạn hãy vào cho mình phần cài đặt chung này. Đó, các bạn sẽ kéo xuống cuối cùng và các bạn sẽ chọn cho mình cái mục là đặt lại. Đó, thì ở đây nó có rất nhiều những cái mục đặt như sau. Thì đặt lại tất cả cài đặt này, xóa tất cả nội dung cài đặt này, đặt lại cài đặt mạng này. Đấy, đặt lại từ điển bàn phím. Thì các bạn đang gặp phải tình trạng nào, các bạn hãy chọn cái mục đó. Ví dụ như là đặt lại tất cả cài đặt. Đấy, thì các bạn hãy lưu ý là các bạn hãy phải xem cái máy của các bạn đang còn những cái dữ liệu quan trọng gì không. Đấy, hoặc là xóa tất cả nội dung cài đặt. Đấy, thì các bạn hãy chọn cho mình. Đây, ví dụ như xóa tất cả nội dung cài đặt này. Đấy, thì các bạn hãy chú ý cho mình nhá, cái mục xóa tất cả nội dung cài đặt. Đấy. Và đặt lại cài đặt mạng nó chỉ là đơn giản là đặt lại mạng wifi cũng như là set up lại wifi cũng như là mạng 3G, 4G thôi. Còn từ điểm bàn phím thì nó chỉ là những cái tính năng riêng của cái phần đó, các bạn sẽ tìm hiểu ở đây nhé. Đó, thì các bạn chú ý cho mình. Đấy, thì các bạn hãy đặt lại tất cả cài đặt máy của các bạn thì gần như kiểu là iPhone của các bạn sẽ được reset lại từ đầu. Nó gần như kiểu là khi các bạn mua máy mới ấy. Đó, nó mình tương tự như vậy. Rồi, còn một cách cuối cùng mà mình cũng muốn thực hiện và mình muốn nhắc, mình muốn gửi đến cho các bạn. Đấy, ví dụ như là các bạn đang dùng rất nhiều những ứng dụng như thế này. Đó, mình mở ví dụ cho các bạn thôi. Đó, thì các bạn thấy là cái máy của các bạn nó hay bị chậm hoặc là bị như nào đấy, thì mà các bạn hay dùng thói quen là các bạn dùng nhấn phím home này này. Các bạn hãy vuốt đi nhá. Đấy, các bạn tắt đi. Đấy, các bạn tắt đi như này. Đó, mình ví dụ như mình tắt đi như này. Đó, mình tắt những cái này đi. Đấy, thì các bạn, đó là một cách mà các bạn thực hiện gần như kiểu mình nghĩ là không nên nhá. Đấy, bởi vì khi mà các bạn xóa hết đa nhiệm đi. Đấy, xóa hết đa nhiệm đi như này. Đấy, các bạn nghĩ là nó chạy ngầm như này thì nó tốn pin hơn hoặc là nó chậm hơn. Đấy, thì các bạn không nên xóa đi nhá. Theo mình nghĩ là như vậy. Vì trong có một cái video nào đó mình cũng đã giải thích rồi. Bởi vì khi các bạn xóa hết đa nhiệm đi như thế này. Đấy, xóa hết như thế này thì khi mà các bạn khởi động lại, bật lại một cái ứng dụng nào đó ấy, nó lại mất công nó khởi động lại từ chip RAM đó cho đến dung lượng. Đấy, thì thay vì các bạn cứ để như thế thì các bạn chỉ bật lên thì nó chỉ việc load một chút là cái ứng dụng nó đã được mở hoàn toàn nhanh rồi. Đó, thì các bạn lưu ý cho mình. Đó,
Thì đó là những cái cách mà mình hướng dẫn cho các bạn để các bạn mẹo nhỏ nhỏ để các bạn giúp cho tình trạng giật lag này hoặc là hao pin đóng máy trên những cái dòng iPhone cũ. Những cái dòng iPhone mới thì mình không dám nói, còn những iPhone cũ thì các bạn có thể áp dụng theo cái cách của mình nhé. Rồi, xin chào các bạn. Ok rồi, mình đã hướng dẫn xong và các bạn xem video của mình thực hiện theo các bước thấy khắc phục có hiệu quả không, và các bạn thấy có mượt hơn được một chút nào không. Các bạn hãy để lại cái câu trả lời của các bạn ở dưới phần bình luận của video giúp mình nhé. Qua video này thì mình cũng mong rằng các bạn nếu thấy hay ủng hộ mình bằng cách các bạn ủng hộ mình thêm một nút like. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn nhấn nút đăng ký ủng hộ mình và cộng thêm nhận bấm thêm hình quả chuông nhận thông báo mới từ những cái video mới nhất mình ra hàng ngày nhé. Như lúc đầu mình cũng nói, những bạn nào mà đang gặp vấn đề gì thì các bạn hãy để lại comment cũng như là yêu cầu mình nhờ mình hướng dẫn về một cái vấn đề gì, các bạn hãy để lại dưới phần bình luận của video nhé. Mình sẽ cố gắng hết sức trong thời gian sớm nhất và trong khả năng của mình nhé. Rồi còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video hướng dẫn lần sau nhé.